Rồi cầm cái hộp má hồng của mẹ đánh nè. Rồi kìa, ngựa dễ sợ chưa. Má hồng sao đánh với môi. Rồi coi bả ngựa nè. Đánh tra xét. Đánh son thì cái môi tè lè vậy nè. Đó, ngựa. Ngựa không chịu nổi. Ừ. Rồi đánh nhiêu đó đủ rồi. Giờ lấy cái đồ nãy giống nãy hai làm đi. Sắc kim mi tan. Rồi tới làm cái gì nữa? Cái chải tóc mà. Tóc bột vậy sao chạy?